Chúng ta sang bài số 9, đề bài mẹ xách hai túi táo từ chợ về. Hai túi táo. Túi bên phải có 8 quả táo, túi bên trái có 7 quả táo. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu táo? Chúng ta nhìn thấy này, mẹ đã mua hai túi táo đúng không? Túi đầu tiên có 8 quả, túi hai có 7 quả. Như vậy phép tính của chúng ta 8 cộng 7 bằng 8 cộng 7 này. 8 cộng 7 chúng ta thực hiện ra ngoài nháp nhé. 8 cộng 2 thì bằng 10, sau đó tách 7 bằng 5 và 2. Vậy bằng 8 cộng 2 cộng 5 bằng 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. Như vậy chúng ta được kết quả 15. Trả lời bài toán mẹ đã mua 15 quả táo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 9, cũng là bài tập cuối cùng của tập học số 3 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.